Vâng, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2022. Tôi là Khắc Trường. Tôi đang ở khu nghỉ dưỡng ngoài Thác Bà. Đây, tôi sẽ đưa các bạn đi xem vòng quanh ở đây một vòng. Đưa các bạn đi xem vòng quanh một vòng nhé. Cách đây đầu năm thì tôi có lắp một Paradise Hotel Island đây các bạn này. Đó. Các bạn ngoài việc là trải nghiệm đi ngoài sông nước như thế này ra, các bạn còn được có những cái trải nghiệm rất là vui vẻ. Bởi trên này các anh chị đã kiến trúc rất là thân thiện. Với mỗi một cái gian phòng nhỏ nhỏ như kia tôi cũng không hiểu là gì cả. Bởi vì tôi cũng đâu có ngân sách để đi chơi suốt đâu đúng không? Nhưng mà hôm nay dù sao thì tôi cũng có một cái dịp sang đây để sửa cái xe ba bánh cho anh chủ nhà. Đấy, cho nên là tôi quay lại để chia sẻ với các anh chị em. Các bạn ra đây chơi thì book phòng với lại hệ thống nhà nghỉ của anh ấy. Nếu mà các bạn giới thiệu cái mã của tôi mà vừa chia sẻ với mọi người là TD 0346966543 ấy. Rồi các bạn nói với bác chủ nhà là khách của Khắc Trường, thế là các bạn sẽ được giảm 15% chi phí các bạn nhé. Tổng chi phí cho một chuyến đi này ở các bạn thanh toán ví dụ 1 triệu thì các bạn còn 850.000, 10 triệu thì còn 8 triệu rưỡi nhé. Đây tôi đang sửa cái xe ba bánh để cho bác chủ nhà. Wow. Trên này thì ngoài đảo thì không có điện cho nên là dùng điện là năng lượng mặt trời. Cùng với đó là máy phát điện công suất lớn. Tôi sẽ đi vòng quanh một vòng để các bạn cùng thưởng thức không gian rất là mát mẻ. Đây là những cái căn mini mini này. Mini home đấy các bạn này. Đầu năm thì cũng chưa có như thế này đâu. Các anh chị mới làm được khoảng độ chắc tôi đoán là 5 6 tháng thôi. 5 6 tháng thôi. Đấy. Xung quanh đảo thì có rất nhiều những ngôi nhà như thế này. Ở giữa này là cây chè hoa vàng các bạn này. Cái cây cao cao kia là cây chè hoa vàng. Trước đây tôi sưu tầm nhiều chè hoa vàng lắm. Đây là những cây thông, cây sim này. Đồi sim tím buồn như mắt của người, ngày ngày bên lối xưa. Để xím tím càng tô thêm màu tím, tím ơi gieo buồn thêm. Đây là bể bơi, bể bơi đang được tu dưỡng bảo sự tu sửa bảo dưỡng lại. Đây open for tourist hall. Đấy. Hệ thống năng lượng mặt trời thái dương năng. Đồi trúc. Đây là xóm trúc các bạn nhé. Đi vòng quanh một vòng các bạn nhỉ. Đi vòng quanh một vòng và các bạn lại nhị quay trở về với lại cái máy giặt Trường Sơn. Quay một vòng rồi các bạn lại quay về với cái máy giặt Trường Sơn đây. Đó. Rồi, nhập mã là TD nhé, 0346966543. Đây là nơi để chúng ta có thể là pha chế cà phê này, Paradise Coffee này.